Quý vị khán giả cùng toàn thể công nhân lao động thân mến, tiếp nối hoạt động tháng công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động trong tháng 6 năm 2022, nhiều phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tiếp tục được tổ chức nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn ngày hôm nay, chúng tôi điểm qua một vài hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Phần còn lại của chuyên đề là phóng sự, lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến hiệu quả chất lượng. Được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với công nhân, đại diện người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn. Hội nghị diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2021 vừa qua, dù là một trong những tâm dịch của cả nước, chịu ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng tỉnh Long An đã ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi một cách nhanh chóng, người lao động được quay trở lại làm việc, lao động trong điều kiện vẫn đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch. Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm. Có gần 20 lượt ý kiến của công dân, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động gửi đến Bí thư Tỉnh ủy về các lĩnh vực như việc làm, đời sống, tiền lương, nhà ở, đào tạo nghề cho công nhân, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của công nhân, an ninh trật tự cho người lao động, biện pháp giữ chân người lao động có tay nghề sau đại dịch COVID-19. Lãnh đạo các sở ngành và Bí thư Tỉnh ủy Long An đã trả lời thỏa đáng các vấn đề được công nhân, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động đặt ra. Ông Nguyễn Văn Được còn đặt ra yêu cầu cao hơn cho lãnh đạo các sở ngành về giải quyết các kiến nghị của công nhân như doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, nhờ cho công nhân đào tạo nghề. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với hơn 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Long An có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Mai Văn Diều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ông Nguyễn Văn Quý, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh và trên 50 công nhân lao động làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc gặp gỡ đối thoại, các công nhân đã trao đổi thẳng thắn với Thủ tướng nhiều nội dung liên quan đến 10 nhóm vấn đề lớn như chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, công tác đào tạo nâng cao trình độ, bảo hiểm xã hội, kiểm tra giám sát xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động, sớm giải quyết chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ công nhân lao động. Trong đó, nóng nhất, quan tâm nhất của công nhân là chế độ tiền lương, nhà ở và trường học cho con công nhân lao động. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến và thấu hiểu người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. 6 tháng qua, công đoàn các khu công nghiệp đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân lao động, như tổ chức 7 chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên người lao động về quê đón Tết Nguyên đán, trao tặng trên 153.790 suất quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nhân dịp Tết cổ truyền tháng công nhân với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng. Đồng thời, Ban chấp hành công đoàn các khu công nghiệp chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, phục hồi sản xuất. Tính đến tháng 5 năm 2022, đã có 1.526 sáng kiến đăng ký, đạt trên 76,3% chỉ tiêu năm. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng củng cố tổ chức công đoàn cũng được đẩy mạnh. Theo đó, đã thành lập mới 22 công đoàn cơ sở, phát triển thêm trên 9.980 đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với công nhân viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2022. Tại hội nghị, 18 câu hỏi được công nhân viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn đặt ra phản ánh về khó khăn vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật, chế độ chính sách đối với công nhân viên chức, người lao động về đời sống, việc làm và hoạt động công đoàn,
đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp thiết chưa được giải quyết hoặc phát sinh mới do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Thị Ngọc Vui đề nghị các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn giải quyết dứt điểm hồ sơ hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 năm 2021, chăm lo và thực hiện đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, các ngành, các địa phương quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức người lao động, phối hợp đoàn công tác liên ngành của huyện tham gia kiểm tra, giám sát chế độ chính sách đối với công nhân lao động trên địa bàn huyện. Liên đoàn lao động huyện Tân Hưng cũng đã sơ kết hoạt động công đoàn chào phong trào công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động Tân Hưng đã trao tặng 200 phần quà Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tổng số tiền 66 triệu đồng. Do đồng đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đóng góp quỹ tấm lòng vàng hơn 49 triệu đồng, các loại quỹ an sinh xã hội năm 2022 hơn 270 triệu đồng, xét đề nghị xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho hai công đoàn viên. Các công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì nguồn góp vốn xây dựng nhằm giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Hàng tháng có 55 trên 55 công đoàn cơ sở xoay vòng vốn và có 77 lượt đoàn viên công đoàn được nhận vốn. Tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực hưởng ứng chương trình với hơn 900 sáng kiến đã đăng ký, đạt trên 275% chỉ tiêu. Quý vị khán giả cùng toàn thể công nhân lao động thân mến, như thường lệ, phần còn lại của chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi những ghi nhận về chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của các cấp công đoàn qua phóng sự, lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến, hiệu quả, chất lượng. Để góp phần bù đắp những thiệt hại sau một trận dịch càn quét chưa từng có trong tiền lệ, tiếp tục đưa một hoạt động xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển mạnh mẽ, các cấp công đoàn đã tập trung vận động công nhân, viên chức người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 từ tháng 12 năm 2022, thời điểm cả nước chung sức đồng lòng phòng chống đại dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giao chỉ tiêu cho Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đăng ký thực hiện chương trình từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023 là 26.000 sáng kiến. Trong đó, giai đoạn 1 đến 31 tháng 5 năm 2022 thực hiện 7.800 sáng kiến. Giai đoạn 2 từ 1 tháng 6 năm 2022 đến 1 tháng 9 năm 2023 là 18.200 sáng kiến. Đến nay, các cấp công đoàn đã thực hiện giai đoạn 1 được 20.000 sáng kiến, đạt hơn 256% chỉ tiêu. Đặc biệt, riêng trong tháng cao điểm từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 có 14.000 sáng kiến đăng ký thi đua. Để lan tỏa tích cực trong toàn hệ thống công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh kết hợp với VNPT Long An tổ chức cuộc thi ảnh online hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã có trên 1.000 công đoàn viên gửi ảnh tham dự. Công đoàn các khu công nghiệp trực tiếp quản lý hoạt động công đoàn ở 18 trên 32 khu công nghiệp đang hoạt động với 130.000 lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đến nay đã thành lập được 605 công đoàn cơ sở với trên 121.000 công đoàn viên. 6 tháng đầu năm 2022 có 1.526 sáng kiến của công nhân lao động từ các công đoàn cơ sở phục vụ cho lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Riêng chương trình 1 triệu sáng kiến cũng được Ban chấp hành công đoàn cơ sở các doanh nghiệp chủ động tham mưu, đề xuất và cùng Ban giám đốc doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả công tác thi đua lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên công nhân lao động trong các khu công nghiệp đăng ký tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 năm 2022. Đến cuối tháng 5 năm 2022, công đoàn các khu công nghiệp có 1.526 sáng kiến đăng ký, đạt 76% chỉ tiêu cả năm. Năm 2022, vừa khắc phục cái tình hình dịch bệnh, vừa tiếp tục sản xuất, thì phong trào thi đua sáng tạo này vẫn tiếp tục được phát triển mạnh mẽ trong giai cấp công nhân. Trong đó có nhiều cái sáng kiến rất là hiệu quả, đem lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.
mà chúng tôi đang lựa chọn để đề nghị Tổng Liên đoàn cấp bằng lao động sáng tạo. Có những cái sáng kiến là được công nhận ở cấp quốc gia, có những sáng kiến được công nhận ở cấp tập đoàn trong doanh nghiệp. Thực tế đã có nhiều cách làm hay, những tấm gương tiêu biểu trong tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thông qua chương trình thi đua 1 triệu sáng kiến đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp của người lao động, tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Đây là không khí sản xuất của công nhân lao động tại công ty Đại Dũng, huyện Đức Hòa. Trong thi đua 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Người cán bộ quản lý Nguyễn Công Nhanh, xưởng 7, công ty cổ phần Đại Dũng nghiên cứu và cải tiến thiết bị để phục vụ sản xuất hiệu quả, rút ngắn thời gian hoàn thành một sản phẩm. Đề tài máy cán tôn cần đa năng hơn để cán được các cấu kiện có nhiều kích thước khác nhau. Máy này cải tiến có thể cán được cấu kiện có kích thước từ 0,8mm đến 50mm. So với trước đây, máy chỉ cán được tôn có kích thước từ 0,8mm đến 15mm. Nếu kích thước lớn hơn, cần phải vận chuyển ra gia công bên ngoài, tốn nhiều chi phí tiền công thợ và thời gian chờ bán. Sáng kiến này được doanh nghiệp vinh danh với lợi nhuận đem lại cho công ty 3 tỷ đồng một năm. Cái máy cán dầm thì tôn của đó thì xưa thì từ 7 ly, 8 ly thì nâng lên cấp lên là triển khai lên là từ 30 ly, 25 ly và tới 50 ly. Là mỗi năm là làm đạt cho doanh nghiệp lên khoảng 3 tỷ. Qua sáng kiến của anh Đăng Nguyễn Công Nhanh ở xưởng 7 này thì mang lại hiệu quả rất là nhiều. Hiệu quả thứ nhất là tăng năng suất lao động. Lúc trước là thường thường là em thầm khoảng 12 triệu nhưng bây giờ tăng lên là 15 triệu. Công ty rất là đánh giá cao cái việc mà phát động cái chương trình này nhằm nâng cao cái hiệu quả cho hoạt động sản xuất. Từ đó tôi là ban tổng giám đốc cũng đã triển khai xuống anh em để đưa ra những cái sáng kiến để đem lại hiệu quả sản xuất, thì trong đó cũng có kết quả tối ưu là được hai cái sáng kiến được khen ngợi. Và hai sáng kiến đó cũng đem lại hiệu quả trong sản xuất và được vinh danh ở trong công ty nhằm động viên cái sáng kiến nhiều hơn nữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Chinh Lưu Việt Nam là doanh nghiệp hưởng ứng tích cực bằng buổi lễ ký kết chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Với khẩu hiệu đừng do dự, hãy chia sẻ ý tưởng với chúng tôi, chúng ta hãy cùng nhau biến ý tưởng thành hiện thực. Mỗi công nhân lao động khi có ý tưởng dù nhỏ hay lớn đều được ghi nhận, trân trọng và được hội đồng cải tiến xem xét thử nghiệm. Nếu áp dụng trong thực tiễn đặt yêu cầu sẽ được hưởng từ 50.000 đồng đến 50 triệu đồng, tùy giá trị mang lại và được xét nâng lương trước thời hạn. Năm nay, công đoàn cơ sở công ty Chinh Lưu phối hợp với công ty cũng đã ký kết giao ước thi đua, ghi nhớ phấn đấu có 1.000 sáng kiến trong năm. Tại công ty King Cloy, chuyên sản xuất túi da xuất khẩu, anh Lưu Vĩ Càng, một cán bộ kỹ thuật của công ty đã bám sát từng công đoạn sản xuất. Khi phát hiện những công đoạn thủ công tốn nhiều thời gian và công sức, anh nghiên cứu tìm cách cải tiến để người lao động bớt vất vả hơn nhưng làm được nhiều sản phẩm hơn. Đây là hệ thống băng tải tự động gom vỏ sách được đưa vào sử dụng. Công suất của hệ thống gom vỏ sách này tăng sản lượng 10 lần so với trước khi công nhân gom bằng tay. Mỗi một cái giai đoạn của cái làm hàng ra thì nó là từ đầu nó sẽ không có thuận tiện lắm, xong rồi từ từ sẽ mình nghĩ đến làm sao mà để cho ra hàng nhanh, lúc nào cũng phải sáng tạo. Mỗi một cái hàng hóa là nó mỗi một cái túi sách hay là một cái gì đó nó sẽ nó liên quan đến nhiều cái mẫu mã khác, cho nên mỗi một lần là phải sáng kiến cho nó sao mà cho nó làm nhanh, cái đó là để nó sản xuất nó phù hợp hơn. Liên đoàn lao động huyện Đức Hòa với vai trò tham mưu với huyện ủy để có sự chỉ đạo thống nhất trong các ngành các cấp cùng nhau triển khai thực hiện. Nhờ sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nên đây là chương trình hoạt động lớn của địa phương. Qua đó rất nhiều đơn vị đăng ký tham gia công trình nghiên cứu sáng tạo. Đến hiện tại huyện Đức Hòa có 1.660 trên 1.800 sáng kiến cải tiến đạt trên 88%. Thì giai đoạn 1 liên đoàn tỉnh đã thực hiện là trên 20.000 sáng kiến, đạt gần là 260%. Đây là một cái nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, đoàn viên, rồi công chức, viên chức lao động trong thời gian là
giai đoạn 1 mà tổng liên đoàn phát động, tiếp tục cái thực hiện giai đoạn 2 từ là 1 tháng 6 năm 2022 đến 1 tháng 9 2023. Với cái phát huy kết quả đạt được là trong giai đoạn 1 thì thay mặt ban thường vụ liên đoàn tỉnh, tôi yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tập trung tuyên truyền để thực hiện tốt là kết quả giai đoạn 2, đặc biệt là các cấp công đoàn vận động chính quyền đồng cấp cũng như là thủ trưởng cơ quan đơn vị người sử dụng lao động đồng hành với chương trình bằng các nguồn lực cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là kịp thời là động viên khen thưởng những cái sáng kiến mà có cái giá trị làm lợi cao cũng như là để chúng ta tạo được cái sự lan tỏa. Cái thứ hai nữa là chúng ta tập trung là nhân rộng những cái điển hình tiên tiến mà trong cái giai đoạn 1 chúng ta đã thực hiện được. Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, tạo động lực khí thế thi đua mới. Những điển hình tiên tiến xuất sắc đã được tôn vinh, tiếp tục cống hiến, sáng tạo không ngừng và lan tỏa truyền cảm hứng sáng tạo đến mọi người. Họ chính là đầu tàu gương mẫu trong chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 giai đoạn tiếp theo.